Chào bà con, đây là thành phố Bankstown, vừa mới kỷ niệm lễ bà Thánh An Lê Lê Thị Thành. Và sau thánh lễ thì người ta có tổ chức một số đồ ăn nhanh nhá, để mọi người có thể lấy mang về, không cần phải bày tiệc ở đây rất là khó khăn. Bà Thánh An Lê, chứ không phải An Lê, An Lê. Thì